Tao hơi bị bé nha. Nghe sang này đấy. Đấy, chào nha, chào con. Rồi. Đôi mũ. Để cho đôi mũ. Xem cái rộng mẫu không? Nhá. Giống á? Để sáng đi, để vào xả một tí. Rồi. Thì có ba người đấy. Rồi, được chưa? Mà... Không, chú phải đôi lắng cho cháu. Không, hôm nay không đổi. Thì chú đôi cho cháu không? Ở đây, ngoài trang đây. Rồi, ok. Chị, chú hãy nói chứ mua lại xe xáy chứ đó. Mua xe xáy là gì? Nhanh về. À, đi nhanh về nhanh à. Tôi đang làm nhanh đấy. sáng gì sáng đấy. Dạ rồi. Đấy, bên đây là đủ ba người này. Ôi đấy, đủ rồi chứ. Rồi, đủ cả. Cả nhà ơi, Bảo đang ngồi cạnh cháu Đào Ngọc Sang là biệt chủ. Bảo là vô thành phố Hồ Chí Minh, vô Sài Gòn. Dạ. Thì là chạy để luôn là ta gặp nhau đây là ta làm nhanh ta về. Ta mân luôn. Đang ngồi cạnh là con cô gái Trình Thị Việt Anh, là cô gái cô gái là bây giờ là hiện tại là đang ở Sài Gòn là muốn nghe Bảo và chủ cháu sáng là hát Tìm Em Không Vì Sông Lam. Hôm nay là Bảo là nhường lại mic cho Đào Ngọc Sáng đi. Chỗ chưa mic đi. Rồi để cháu hát kẹ thôi. Dạ được rồi. Dạ. Đây chủ cháu gửi mic cho cháu đấy. Không, nó thu vàng hết. Thu vàng. Rồi bây giờ cả nhà nhá. Dạ. Ở nhà nghe Bảo đấy với Đào Ngọc Sáng hát ca khúc với Tìm Em Câu Vì Sông Lam là em có muốn hát vô. Ngồi gần vô để con khán giả như thế. Hiện tại là bên kênh của Bảo là 88 năm à? Là 62. À, 85. 85 người đang xem. Dạ, 85 người đang xem. Việt Anh là 63, rồi. Dạ. 85 cộng 63. Bên này là bao nhiêu? 10 người. Ồ, bên này 10 người, có giờ kìa. Trên YouTube là ít người hơn cả nhà. Dạ. Màu đẹp hè. Màu của chùa Bảo. Một chiều đến dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lưng anh bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông im bóng trăng thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Củ sắn củ khoai môi chặt mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về canh có lội bên trong, cô lái đò xưa nay tròn 18. Năm tháng đợi chờ mong rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diêu gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá bò thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Nào cả nhà một tràng pháo tay thật lớn nào. Go.
câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cụ rằm cụ khói môi chát mặn, chiều về cánh có lội bên trong, cô lại đò xưa hay cho người ta. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chưa mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy chồng bỏ mặc miền đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diêu gọi trăng lên, tiếng hồ gọi em cô lấy đồ ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa, núi hồng ơi, trách chi đó lỡ duyên tình. Người ơi thương nhớ, nên anh đi tìm anh câu vì sống. Như chú ngồi ở giữa là cũng đẹp trai nhỉ. Quá đẹp. Anh hôm nay là không đổi mũ, không đổi mũ bảo hiểm, cho sang Đào Ngọc Sang là đổi mũ bảo hiểm qua bảo đấy, nhìn đúng đấy. Đây là phiên bản của F1 F2 cả nhà nhá. Đấy. À, bảo F1 Đào Ngọc Sang F2. Đấy. Mà hôm nay là ngồi, hôm nay là ngày hội ngộ mà không nghĩ là hôm nay là có thể là gặp gỡ chú cháu ở đây và có cả Trình Việt Anh nữa, mà có người là có người làm đẹp cho mình để lên hình đẹp hơn đấy, cả nhà nhá. Đấy, phía bên Trình Thị Việt Anh là 70.000 người đang theo dõi đấy, còn phía bên là Đào Ngọc Sang là 31.000 người đấy. À, phía bên A Báo thì hiện tại là 131 người đang xem đấy. À, trên kênh YouTube thì ít hơn cả nhà nhé. Đấy, hiện tại A Báo là không livestream ở trên fanpage bởi vì là nóng bỏng quá, cho nên A Báo phải livestream ở trên kênh YouTube. Các khán giả ở phía bên kênh của A Báo sang A Báo kính mời cả nhà sẽ sang bên kênh của Đào Ngọc Sang để ủng hộ cho cháu Đào Ngọc Sang. Cháu Đào Ngọc Sang là cháu ruột của A Báo. Đấy, mẹ của Đào Ngọc Sang là chị gái của A Báo. Đấy, và chị là phía bên là bà ngoại của A Báo là chị gái của bà ngoại của Sang, có nghĩa là gọi là ở quê gọi là con gì là cái gầy thần thánh của chú A Báo cả nhà. Có bao giờ anh viết được vân thư, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng, đêm trăng lên ngày cô hò em hát, thương cha ra đồng bắt con kèm con thua, nuôi con đến người vai mẹ gầy khô. Dòng sông lo chảy về dòng lam, ngàn khổ ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về ông mình quê ta. Hoành trường thiên nam vượt qua ngàn bão tố, cần lập mới người bông hoa bất đường. Đi phu thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ đuổi. Quá, và bảo đảm rất hay.
À Bảo có biết đánh đàn không? À Bảo đã đánh đàn thì không để dây nào thất vọng về mình. Có bao giờ anh viết được phần thơ? Cả nhà ơi, hiện tại khán giả đông quá. Mà bây giờ khán giả đông như thế này nên mình phải hát lại cho hay hơn. Dạ đúng ạ. Từ từ, cháu ngồi im để dạ. Chú xử lý. Đó. Dạ. Trình vị thì phải cầm điểm cầm người ta nhá. Ở cả nhà A Báo xin phép lại nhá. A Báo xin phép được tạm dừng ở phía bên kênh YouTube để chuyển sang fanpage nha cả nhà nhá. Đấy. IOP. Rồi. Sang fanpage nào. Yeah. Để cho mạnh quân đi. Yeah. À, vào. Cả nhà chơi một tí nhá. Cả nhà chơi chú A Bảo một tí nhá, cả nhà ơi. Chào các cháu Nghĩa Đông. Dạ, chào bác ạ. Bác Thông Bùi. Chào Nghĩa Đông quê ta nhá. Dạ. Mùa này là mùa... Mùa người mông, dạ, mùa của chú A Bảo ạ. Dạ. Mùa này đặc biệt lắm ạ. Chỉ có đúng duy nhất chú A Bảo là cho sáng mượn để... mấy phút để... Đó, nhưng mà dùng một lồ này. Một lồ. Gì đó, mùa đẹp hay. Không cháu đôi lên nhìn thấy cũng khác đó. Khác với mưa bừa đó. Đó. Có kìa. Cả nhà thấy sáng đùi đẹp không? Con đùi đẹp không cả nhà? Đó. Còn cái này là cây gầy của chú A Bảo. Và cây hồ rìu. Hồ rìu này thì có lẽ thường ngày là chú A Bảo bỏ rìu vô đây. Khi mà trình diễn là đưa ra. Uống trước khi trình diễn để cho nó có cái tinh thần. Để hát hay hơn. Dạ. Rồi. Hôm nay cho 2.000 người theo dõi đấy nhá. Nhưng mà mày ở bên anh Ngọc nhìn kiểu sáng nữa này. Đây là chỗ mua đấy. À, đúng rồi. Fanpage. Không, để cho bấm cái cây này cho nó đẹp hơn này. Cho nó dán đẹp hơn. Không cần mày. Ta chơi mặt mộc. Không. Ta chơi mặt mộc à? Ta đẹp sẵn rồi. Ta không cần áp phát trực tiếp mà. Chụp ảnh cái ca áp được cái đẹp. Ô, một người đang xem. 4 người đang xem. 10 người. Cả nhà bây giờ là sẽ khán giả sẽ tràn sang kênh fanpage của A Bảo nhá. Dạ. 47 người. Con xin chào cả nhà. A Bảo xin được kính chào cả nhà. Hôm nay là rất là vui là A Bảo được hội tụ cháu của A Bảo là Đào Ngọc Sang. Dạ. Có kênh YouTube là Đào Ngọc Sang. Và cô là idol năm xưa đang ngồi ở đây. Không chạy được đi đâu nữa rồi. Hôm nay là gọi là tìm lại được rồi. Hôm nay không thất lạc ở đâu nữa. 200 người đang xem. Dạ. Rồi, nhanh quá rồi. Hôm nay là rất là vui là A Bảo mong muốn là được ngồi cạnh cháu Đào Ngọc Sang và cô lái đầu năm xưa để Đào Ngọc Sang sẽ cảm nhận được là cái tinh thần của ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam là xuất phát từ đâu. Dạ. Hôm nay A Bảo là chia sẻ với cả nhà để cả nhà biết được là ngày xưa chú của Đào Ngọc Sang là sáng tác ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam này là dựa vào đâu, là dựa vào quê hương. Dạ. Quê hương là Chùm Khế Ngọt. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, là những kỷ niệm của một thời trai trẻ mà hiện tại A Bảo đã già rồi. Dạ. Đấy, nhưng mà hôm nay đã cả râu xong rồi. Đấy, hiện tại là đang trẻ hơn một tí. Quá trẻ luôn ạ. Đấy mà ngồi cạnh cháu Đào Ngọc Sang, mà cháu Đào Ngọc Sang hiện tại là đang đổi mũ nồi thì bây giờ Đào Ngọc Sang lại già đi mất 10 tuổi đấy. Dạ. Bình thường là trẻ đẹp nhưng hôm nay là đấy A Bảo lại trẻ hơn đấy. Dạ. Đấy, cô gái lái đò năm xưa hôm nay là chăm sóc cho A Bảo là làn da là mịn màng. Nhưng giọng khề khao của thuốc lào đá rượu thì bây giờ là không để mọi người chờ lâu nữa. Yeah. Bây giờ tranh thủ là thời gian thì chỉ có tầm một tiếng nữa thôi là phải di chuyển đi. Yeah. Đi ở Vũng Tàu hay Vũng nào thì không biết là Vũng nào. Nhưng bây giờ là tranh thủ để tặng cho cả nhà. Yeah. Những ca khúc về miền quê xứ Nghệ. Chúng ta chỉ có khoảng tầm 2 tiếng ở với nhau thôi. Và yeah, chú A Bảo cũng phải đi. Yeah. Để chia sẻ cho mọi người là hôm nay trực tiếp hát cho cô lái đò năm xưa nghe lại được cái cảm nhận của tác phẩm ra đời và xuất xứ của ngày xưa. Yeah. Ngày xưa thì A Bảo thường đi sang sông
gặp cô gái Trịnh Thị Việt Anh. Ngày xưa thì không biết là em là Trịnh Thị Việt Anh đâu. Ngày xưa là cô lái đò năm xưa, là ngày xưa là qua cái bao năm tháng mà áp áo đi qua sông qua đò thì quen cô gái. Đến bây giờ cô gái đã lớn lên và trong cái hành trình đó thì 4 năm áp áo học trung cấp chuyên nghiệp. Và đến bây giờ cô lái đò năm xưa đã lớn mà áp áo còn bây giờ mới biết là cô lái đò năm xưa là như thế này. Và lớn đến tuổi như thế này là cô gái hiện tại là mới 19, 20 tuổi thôi. Đấy. Là 5 năm rồi, gần 10 năm. Đấy, gần 10 năm. Và đến bây giờ cái câu chuyện đấy thì đã đi vào sử sách rồi cả nhà. Thế nên áp báo hôm nay được gửi tặng cả nhà những ca khúc về miền quê xứ Nghệ. Đấy, có phía bên khán giả ở trên kênh fanpage, trên YouTube của Đào Ngọc Sang là có 35 người. Đúng không? Trên YouTube đúng không? 48 rồi. 48 rồi. 48 rồi. Ở phía bên Trịnh Thị Việt Anh là 79, 80. Đó. Phía bên áp báo là có 927 người. Cả nhà lên 1.000 người thì áp báo hát ca khúc Tìm Em Covid Sông Lam nào. Cả nhà chia sẻ 961 rồi. 973 rồi chú. Cả nhà chia sẻ cho áp báo để áp báo động viên tinh thần cho áp báo là hát tặng cô lái đò năm xưa. Đấy. Cùng song với cháu Đào Ngọc Sang. Đấy, 994, 995. Xem cô gái ngồi cạnh có cảm xúc như ngày xưa không hay là bị phai mờ rồi. Ô, 1.000 người rồi. Rồi. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lư, anh ở bên bồi. Câu đời cô chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cù săn cù khói môi chạm mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về cánh cò đổi bên sông, cô lái đò xưa nay còn người ta. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ôi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại, em sang sông lệ trong bò mặt bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diêu gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đò xưa. 1.500 người đang xem. Áp báo cảm ơn cả nhà chia sẻ ủng hộ cho áp báo cũng như là Đào Ngọc Sang và Trịnh Thị Việt Anh. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Sạn cụ khói môi chặt mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về cánh cò lội bên trong, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Với câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng
chiều về sao diêu gọi tắm lên tiếng hô gọi em có lấy đó ngày ơi. Anh như cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đó xưa. Núi Hồng ơi, cách chi đó lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ. Có bao giờ anh viết được văn thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng và con thèm con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy cua. Dòng sông La chảy về dòng Lam, ngàn cuộc ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về không? Quanh sơ thiên man vượt qua ngàn bão tố, trong lập nơi mười bông hoa bất ngờ, vì vũ thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ quê ơi. Nào cả nhà chia sẻ ủng hộ cho báo nào, lên 2.000 người nào, 1.700 rồi. Bao giờ anh viết được phần thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con đèn con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy cô. Dòng sông La chạy về sông Lam, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành sơ thiên mang vượt qua ngàn bão tố, đồng lộc ơi người bắn hoa bất ngờ, thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ quê ơi. Vì vũ thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê. Hà Giang xa xôi, mênh mông một góc trời, sương một con đường bụi đỏ lắm chúa. Chiều nay em về
thăm quê mẹ. Nghĩa đồng ơi, trăm mền ngàn thứ, từ Hà Giang xa xôi, từ Bắc Ninh Phú Thọ, nay em về thăm quê anh nghĩa đồng. Nghĩa đồng ơi, nghe tên em gửi như xa lắm, một vùng núi xa xôi, một vùng quê xứ nghệ, ăn cơm ngoài đồng, cây sáng trắng. Và khi đến quê anh, đi giữa những cánh đồng, một thoáng hương xuê, một màu xanh huyền thoại, con sông thì thầm ngày đêm chảy mãi, tươi mắt đồng quê, bồi đắp phù sa như là giữa mây trời. Người ơi, người ở đứng về non quai thao, anh trao yếm đào câu quan họ, em mắt tăng anh có thương nhau, xin nhớ đừng quên, mai xa rồi lệ quên đi, mai xa rồi xin nhớ. Mai xa rồi, xin nhớ đừng quên. Nhiều quá rồi, tôi về quê đi. Ôi, cả nhà thân mến, chương trình gặp gỡ Trịnh Thị Việt Anh, cô gái lái đò năm xưa, bây giờ là cô gái không lái đò nữa, mà cô gái phải lái một chuyến đò của một cuộc đời của mình, một số phận của mình là đã đi sang trang khác rồi. Trang này là trang mới, không phải là cô lái đò năm xưa nữa, mà bây giờ em là một kiều nữ quê hương xứ Nghệ ra Sài Gòn, vô Sài Gòn lập nghiệp, và đến bây giờ là hiện tại là em đang là một nữ giám đốc của một công ty chuyên cung cấp sản phẩm mỹ phẩm ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cháu quả báo là ca sĩ Đào Ngọc Sang. Đấy, cháu Đào Ngọc Sang thì đã đi thi và đã đạt rất là nhiều giải ở trong chương trình sáng chiến giọng hát, cũng như là chương trình quyền năng, bản nhạc quyền năng, là cháu là đã đạt giải nhất trong chương trình quán quân ban nhạc quyền năng ạ. Tìm kiếm tài năng miền Trung ạ. Tìm kiếm tài năng miền Trung, dạ. Quán quân ban nhạc tài quyền năng, quyền dạ. năng. Dạ. Và rất nhiều chương trình, đó là chương trình về gia đình xứ Nghệ nữa, và dạ. rất nhiều chương trình khác nữa thì A Báo sẽ chia sẻ với cả nhà sau. Và bây giờ A Báo xin phép được khép lại video đây. Dạ. Hiện tại là cả A Báo cũng như cháu Đào Ngọc Sang với Trịnh Thị Việt Anh là bây giờ là bụng đói rồi, bây giờ phải đi ăn trưa. Dạ. Hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình live stream trên kênh fanpage và cũng như trên kênh YouTube sau. Dạ. Ai mong muốn được hẹn hò, được gặp gỡ Đào Ngọc Sang với A Báo và Trịnh Thị Việt Anh thì có thể liên hệ theo số điện thoại của Trịnh Thị Việt Anh, thì sẽ xếp lịch. Số điện thoại của Trịnh Thị Việt Anh là số như thế nào? 0968 548 540 ạ. 020. Thì ai muốn đặt chương trình hẹn hò và gặp gỡ giao lưu chú cháu Đào Ngọc Sang và Trịnh Thị Việt Anh thì alo theo số điện thoại của Trịnh Thị Việt Anh và kết nối Zalo theo của cô lái đò năm xưa cả nhà nhé. Rồi. Yeah. Một lần nữa A Báo chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Rồi, mua sai chào cả nhà. Rồi. Mua sai sai à. Mua sai sai. Rồi đi nhanh nhanh. Mua sai sai và chín à. Mua sai sai lò sai sai. Đi nhanh. Mua sai sai lò sai sai. Rồi chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà. Rồi. Em chào tất cả mọi người.